Gặp lại nhau sau 9 năm, đội tuyển Thụy Điển quyết giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước đội tuyển Ukraine. Điều đó hoàn toàn có cơ sở đối với đội đầu bảng E. Thế nhưng, sau khi giành quyền đi tiếp chỉ với 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Shevchenko cũng chưa muốn dừng lại. Cuộc đấu giữa hai đội bóng cùng mang hai sắc màu truyền thống, đội tuyển Thụy Điển, đội tuyển Ukraine, 2 giờ sáng ngày 30 tháng 6, trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV Go. Kính mời quý khán giả đón xem.